nghi vấn đặt ra sau khi tìm thấy cháu bé bị mất tích 3 ngày. Điều tra người đàn ông chém bạn thuyền tử vong. Xử phạt hai thanh niên đứng trên yên xe quay TikTok. Hiện trường vụ tai nạn xe bồn lao vào nhiều xe máy đang chờ đèn đỏ. Công bố phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón xem phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc cháu bé sinh năm 2021 mất tích bí ẩn 3 ngày gây xôn xao dư luận. Mới đây phép màu đã đến với gia đình khi lực lượng công an tìm thấy cháu trên ngọn đồi cách nhà 300m. Bé đã được quay về với gia đình an toàn. Vậy nhưng có nhiều nghi vấn đặt ra sau đó rằng tại sao nơi đây đã được tìm qua nhưng không có dấu vết và những ngày trước khu vực có mưa nhưng quần áo của bé trai vẫn khô ráo. Cụ thể, sáng ngày 2 tháng 12, ông Nguyễn Đình Hanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết đã tìm thấy cháu bé DPA sinh năm 2021, trú ở khu 12 phường Quỳnh Xuân, mất tích bí ẩn vào 3 ngày trước. Thông tin ban đầu, cháu bé được tìm thấy vào lúc 8 giờ 20 phút cùng ngày. Địa điểm cháu được tìm thấy ở trên ngọn đồi phía sau nhà, cách khoảng 300m. Theo người dân địa phương kể lại, khi phát hiện cháu An ở trong khe cạn, mọi người thấy cháu ngồi dưới đó, nét mặt nhợt nhạt do cảm lạnh, không mặc quần. Lúc mất tích cháu vẫn mặc quần. Vị trí này những ngày qua người dân vẫn tìm nhiều lần nhưng không thấy cháu An. Tuy nhiên sáng nay đi tìm tiếp thì may mắn thấy cháu. Ông Lê Khắc Trung, khối trưởng K12, anh em họ hàng trong gia đình cháu bé cho biết và đưa ra nghi vấn. Khi lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm thì bất ngờ nghe tiếng khóc của bé ở địa điểm này. Lần theo tiếng khóc, phát hiện thấy cháu bé ở dưới khe không có nước, sâu khoảng 4m, rộng 4m. Điều lạ là những ngày qua trên địa bàn có mưa, nhưng lúc tìm thấy, đầu tóc bé, quần áo đều khô ráo. Hơn nữa, sức khỏe của cháu bé khá ổn trong khi cháu mất tích từ chiều ngày 29 tháng 11. Trước đó, lực lượng chức năng thậm chí huy động cả chó nghiệp vụ nhằm bằng mọi giá nỗ lực tìm kiếm cháu bé nhanh nhất. Các camera quanh khu vực của gia đình cháu cũng như khu vực lân cận đã được xem xét kỹ nhưng không tìm thấy cháu. Đến nay tìm được cháu một cách kỳ diệu trong sự vui mừng của gia đình, cũng như lực lượng tìm kiếm suốt 3 ngày qua. Cách cháu bé mất tích và tìm được cháu là điều kỳ lạ, khiến gia đình và cơ quan công an đặt ra nhiều nghi vấn. Về sự việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Xuân cho biết, trước hết các lực lượng đang lo cho sức khỏe cũng như ổn định tâm lý của cháu bé. Hiện công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc vừa qua. Sau 3 ngày ròng rã tìm kiếm cháu bé, cuối cùng đã tìm được cháu bình an trở về trong sự hy vọng của gia đình và dư luận. Mặc dù chưa xác định được nguyên nhân vì sao cháu bé lại mất tích trong 3 ngày qua, vậy nhưng mỗi vị phụ huynh hãy thật cẩn thận, để mắt trông chừng con em, không để cơ hội cho người lạ tiếp cận hay làm lạc mất các cháu. Thưa quý vị, trào lưu quay TikTok của giới trẻ hiện nay ngày càng phổ biến, nhưng có nhiều bạn trẻ có hành động không chuẩn mực khi vừa qua một người lái xe máy chở theo sau một người đứng trên yên xe để quay TikTok, gây nhiều sự phẫn nộ trong dư luận. Hành động nguy hiểm này gây ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông. Ngay sau đó, hai thanh niên này đã bị cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính. Được biết, ngày 30 tháng 11 trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy mang biển số 51F2-17XX có hành vi chở theo sau một người khác đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau trên xe máy mang biển số 60G1-347XX lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Camente về đường Lê Lợi, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút nhiều người xem và nhận lại nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát giao thông Bến Thành thuộc phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng xác minh và làm rõ vụ việc. Quá trình xác minh, lực lượng cảnh sát giao thông xác định hai người vi phạm trong trường hợp này là TAT và NVL, đều sinh năm 2001. Hai thanh niên được mời lên cơ quan công an làm việc sau đó. Tại trụ sở đội cảnh sát giao thông Bến Thành, TAT khai nhận là người điều khiển xe máy chở anh Thomas C, không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau xe trong video clip nói trên, và hiện Thomas C đã xuất cảnh về Đức vào lúc 4 giờ ngày 30 tháng 11. Còn NVL cũng thừa nhận mình là người điều khiển xe máy mang biển số 51F2-17XX chở DVM đứng trên yên xe phía sau để quay phim chụp ảnh cho Thomas C.
Trước sự việc trên, đội cảnh sát giao thông Bến Thành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với TAT về hành vi chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy. Đồng thời, đội cảnh sát giao thông Bến Thành cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với NVL về hành vi điều khiển xe chở người đứng trên yên. Có thể thấy, hành vi vi phạm của nhóm thanh niên trên gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, phòng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần quan tâm, giáo dục, nhắc nhở con em mình, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để góp phần phòng tránh các vụ tai nạn giao thông xảy ra do sự chủ quan, bốc đồng, thiếu hiểu biết của những thanh thiếu niên. Vừa qua, một xe bồn lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn Bình Dương bất ngờ lao vào dàn xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ va chạm khiến hai người bị thương cùng nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, một xe nằm gọn dưới gầm xe bồn. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 2 tháng 12 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe bồn mang biển số tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một đi thành phố Dĩ An. Khi xe lưu thông đến ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn với đường Bùi Thị Xuân thì bất ngờ lao vào ba xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó có một người bị gãy chân. Ghi nhận tại hiện trường, ba phương tiện xe máy bị hư hỏng nặng, một xe nằm gọn dưới gầm xe bồn. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Dĩ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, hình ảnh chiếc xe máy nằm lọt thỏm dưới gầm xe bồn khiến nhiều người hoảng sợ. Vụ việc xảy ra quá nhanh và nguy hiểm, cho đến hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong. Càng về những dịp cuối năm, càng có nhiều những vụ tai nạn xảy ra đáng tiếc. Vì vậy, mỗi người tài xế trên đường hãy thật cẩn thận khi lưu thông, quan sát kỹ, chớ phóng nhanh vượt ẩu, hạn chế tai nạn xảy ra. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra vụ việc người đàn ông chém bạn tàu đến tử vong. Được biết, do mâu thuẫn, đối tượng này đã không kiềm chế được hành động của mình dù được mọi người can ngăn. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 1 tháng 12 tại khu phố Song Thanh 2, thị trấn Phan Rí Cửa. Thời điểm trên, Lê Hải và ông Lê Văn Hùng, 44 tuổi, cùng chú tại khu phố Song Thanh 2, gặp nhau trên đường, sau đó nói chuyện với nhau về việc đi biển vài ngày trước đó. Trong quá trình nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và được mọi người can ngăn. Mặc dù đã được mọi người can ngăn, tuy nhiên ông Lê Hải vẫn bực tức nên đã lấy dao đi tìm ông Lê Văn Hùng. Khi gặp được ông Hùng, ông Hải đã dùng dao tấn công ông Hùng dẫn đến tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lê Hải. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong điều tra làm rõ. Sáng ngày 2 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã di lý nghi phạm Lê Hải, 47 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, từ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận, về thành phố Phan Thiết để điều tra hành vi sát hại bạn tàu vừa qua. Trước đó cũng đã có rất nhiều những trường hợp tương tự xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Đứng trước các vấn đề, mỗi người hãy thật bình tĩnh, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện và tìm ra cách giải quyết phù hợp. Chớ nên động tay động chân, mất kiểm soát, dẫn tới các vụ việc thương tâm như trên. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Xin mời quý vị theo dõi. Ngày 2 tháng 12, Công an thị xã Bến Cát và Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý 15 đối tượng, trong đó có một nữ về hành vi đua xe trái phép. Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy độ, lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên đường DT744 đoạn qua xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định 15 đối tượng tổ chức đua xe, lạng lách, cư trú ở thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng. Nhóm này quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó hẹn hò đến để so kẻ tốc độ. Sau khi mời làm việc, các đối tượng được cho về nhà. Công an tạm giữ 11 xe mô tô, 3 khẩu súng bắn đạn chì của nhóm này để phục vụ công tác điều tra. Vừa qua, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỷ đồng xảy ra tại địa bàn bằng thủ đoạn không mới, nhưng nhiều người vẫn dính bẫy, đó là mạo danh công an đe dọa tống tiền. Được biết, bà NTH trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ và tự xưng là cán bộ công an nói có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Sau đó, đầu dây đã yêu cầu bà Hát phải chuyển số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của họ để xác minh, nếu không bà Hát sẽ bị bắt giam. Do lo sợ nên bà Hát đã cùng người thân đến ngân hàng Agribank với ý định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
Tuy nhiên, do được cơ quan công an thường xuyên phối hợp tuyên truyền, nhận diện thủ đoạn lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng liên hệ với công an xã Tản Lĩnh, phát hiện ra điểm bất thường. Trước phương thức và thủ đoạn như trên, thời gian qua, công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các xã, thị trấn, nhiều lần khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền và cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Xuân Vinh, 31 tuổi, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, cùng hơn 1 tấn pháo để điều tra hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Cụ thể, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 1 tháng 12, tại ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện Lê Xuân Vinh đang lái xe tải, biển số 61C01009, nghi vận chuyển hàng cấm nên dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của đối tượng có nhiều thùng giấy và bao xác rắn, bên trong có chứa các loại pháo nổ, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Xuân Vinh khai nhận, số pháo trên được đối tượng nhận vận chuyển thuê cho một người lạ từ khu vực biên giới giáp danh với Campuchia để đem về tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai, ngày 2 tháng 12 đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Duy Phương, sinh năm 1998, ngụ tại ấp 7, xã Sông Chầu, huyện Trảng Bom, về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào đầu tháng 9 năm 2023, Phương được một người có tên là MN sử dụng tài khoản xã hội để liên lạc và thuê vận chuyển ma túy từ khu vực tỉnh Hà Tĩnh vào thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 80 triệu đồng. Đồng ý việc vận chuyển ma túy, Phương đã hai lần nhận tiền với số tiền 21 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Và nhiều ngày sau đó, đối tượng tiếp tục hành vi vi phạm pháp luật. Qua khám xét trên chiếc xe mà Phương đang có mặt, lực lượng công an thu giữ 16 bánh heroin có khối lượng 5,640 kg. Đối với tài xế NVT, qua điều tra xét thấy, hành vi của T không chứng tỏ là đồng phạm với Phương nên đã được trả tự do. Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Tân Định, sinh năm 2006, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 5, Định và anh NMD, sinh năm 1997, ngụ tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, hẹn gặp nhau tại một nhà trọ thuộc phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, D yêu cầu Định quan hệ đồng giới, sau đó sẽ cho Định tiền 400.000 đồng. Vui vẻ xong, D không đưa tiền như đã hứa, nên Định đã gây án. Đến chiều ngày 19 tháng 5, Định ra đầu thú tại công an thị xã Bình Minh. Với hành vi nêu trên, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Định mức án 16 năm tù về tội giết người và 1 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà Định phải chấp hành là 17 năm tù. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Chiều ngày 29 tháng 11 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra họp báo công bố phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, Bộ đã chốt phương án thi tốt nghiệp từ năm 2025. Trước đó, ngày 28 tháng 11 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4068 QĐ-BGDT về việc phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 có mục đích đánh giá đúng kết quả học tập của người học, theo mục tiêu và chuẩn cần đạt, theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông và công tác chỉ dạy của các cơ quan quản lý giáo dục. Cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ. Nội dung thi bám sát nội dung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Hình thức thi, môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Về môn thi, thí sinh thi bắt buộc môn ngữ văn, môn toán và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức thi, hoặc đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông nhưng chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Người học đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Với phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đã được chốt, các sĩ tử có thể chủ động trong việc ôn thi trong thời gian tới. Cuối chương trình là thông tin về việc nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ và quá trình xét duyệt nghệ sĩ nhân dân. Sau khi gửi đơn khiếu nại về việc trượt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân trong lần xét tặng thứ 10, thông báo mới nhất của Cục Nghệ thuật biểu diễn, nghệ sĩ Đỗ Kỷ tiếp tục phải nhận tin buồn. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ vừa chia sẻ thông báo mới của Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Thông báo này nêu rõ, tiếp nhận công văn số 5100 ngày 22 tháng 11 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Cục Nghệ thuật biểu diễn, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân thông báo đối với hồ sơ của nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Phạm Đỗ Kỷ như sau. Hồ sơ này, Ban thi đua khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân lần thứ 10. Đây là thông báo thứ hai của Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ trượt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Chia sẻ với Tiền Phong về thông báo mới nhất này, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỷ cho biết, văn bản này chỉ mang tính đính chính thông tin cho văn bản trước, trong khi có những thắc mắc ông muốn được giải đáp lại chưa có phản hồi. Hai lần nhận được tin báo trượt danh hiệu, có lẽ thông báo này khiến nghệ sĩ Đỗ Kỷ buồn phần nào. Tuy nhiên hy vọng rằng niềm đam mê của nghệ sĩ vẫn sẽ luôn cháy mãi trên hành trình cống hiến vì nghệ thuật. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên ấn like, subscribe, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.